Nãy cho Dưỡng chụp ngược. Rồi, Minh Dưỡng chào các bạn nhé. Hôm nay Minh Dưỡng lại tới một người em trong gia đình. Người em đang sinh sống tại Sóc Trăng. Và hôm nay ra không phải là ra nhà, mà đây là ra chỗ làm ruộng, làm công. Ở trong Sóc Trăng người ta bảo ở ngoài công. Thực tế ra mà nói là ra đây thì một ngôi lều, chính xác là hơn là một ngôi lều hơn là nhà. Em luôn luôn phải túc trực sinh sống ngoài này với những cánh các công ruộng thẳng cánh cỏ bay đây. Các bác nhìn thấy tất cả những vùng đất, tất cả những vùng đất ngập nước kia là ruộng của gia đình. Xung quanh này là ruộng của gia đình. Đúng là miền quê nước trắng, nước trắng, cánh đồng, cánh cò bay thẳng cánh. Gia đình cũng có vài chục công ruộng ở đây. Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà nhìn xa xa từ bờ này qua bờ kia cũng rất rộng. Tôi có thắc mắc là sao cứ phải làm ruộng mãi thế này. Thì bảo là bây giờ ở quê thì không biết là làm gì thì ngoài làm ruộng ra, và chẳng nhẽ lại để ruộng hoang như thế này. Em có nói thế, và tôi cũng nghĩ để hỏi rằng thế sao không bán đỡ ruộng đi để lên thành phố, hoặc là đi một chỗ khác mua để cải thiện cuộc sống, đỡ phần nam nũ. Thực tế ra ruộng ở trong này thì mình hiểu là như ngoài Bắc mình thì là ruộng gọi là đất ruộng, nhưng ở trong này đất ruộng đồng nghĩa với đất thổ cư, như đất thổ cư. Bởi miền Tây Nam Bộ và miền Nam nói chung, sau năm 54, sau năm 75, đất nhà ai là đất của ông cha để lại, cũng như là đất vườn của gia đình mình, chứ không phải là đất như ngoài Bắc mình sau năm 54 là chia lại đất và không có khái niệm về đất nhà ở và đất ruộng. Chính vì vậy cái giá đất cũng tuy rằng mình cứ tưởng là đất ruộng, nhưng mà giá đất cũng tương đối. Nếu tôi bảo là bán hết chỗ này đi thì cũng được vài tỷ, chắc có lẽ thế. Thì nếu được thế thì sao không lên thành phố mà mua một cái nhà nhỏ nhỏ hoặc là vừa phải để sinh sống. Nhưng mà miền quê nó là vậy. Khi nó quen cái môi trường sống ở đây, mọi người không muốn đi đâu và cũng an phận với cái số phận miền Tây nước lớn. Người miền Tây là vậy. Đây các bạn nhìn này, cánh đồng rộng cánh cò bay, thẳng cánh cò bay, rất là rộng, rất là rộng lớn. Đây là mới thu hoạch xong, hiện tại này gia đình đang để hoang và nuôi gà vịt. Bạn theo dõi nhé. Nước lớn, nước dòng, người miền Tây, gạo trắng nước trong, gái miền Tây, tỉ mỉ biết na, chân thật, dễ mến, rất thật thà, chất phát. Tôi cảm thấy rộng quá. Tôi cũng đã từng có những chở ruộng rộng, nhưng vào đây tôi cảm nhận rộng, rộng, rất rộng hơn rất nhiều.
đây là những công ruộng làm hai vợ chồng gắn bó ở đây mấy chục năm rồi, để làm công ruộng thực tế, để làm về kinh tế thì chưa mang nhiều hiệu quả kinh tế do đồng ruộng. Thì ở đây là người ta gieo cấy lúa, gieo xạ trên ruộng trên sao, bắt cấy. Đây gia đình rồi bắt con gà cho bà mợ thôi. Đây là em Khánh bắt con gà cho bà mợ. Cái này cây của chuối không chị? Chuối thì ngọt không? Sự mộc mạc chân thành của người miền Tây thể hiện rất đậm nét trong cuộc sống đời thường. Đây là một ngôi nhà tạm. Rồi chào Tần, chào cả nhà nhé, Tần nhá. Đây là em rể chồng của anh Tần, người mà trông nom ở đây và khai thác cái khu cánh đồng này. Người có giọng hát vàng á, và người cũng có giọng ca Nam Bộ tuyệt vời mà tối qua chúng ta đã thưởng thức. Đây trái cây của người miền Tây đây, nhà ai vào cũng có những cái vọng đu đưa. Ở đây là chuyên gia là giọng không à. Giọng. Đây là giọng. Đây đi xuồng, đây là máy cu le để chạy xuồng. Đây nhà tạm của vợ chồng em Ánh Tần ở đây mà cũng đã ở như này đã hơn chục năm nay rồi, vì mảnh đất thân yêu, vì tình yêu, về đồng ruộng em phải ở đây để canh tác và trông nom. Cuộc sống sinh hoạt rất đời thường của người miền Tây. Đây các bạn theo dõi cảm nhận như thế nào, nhưng theo tôi người miền Tây thật thà, chất phác, dễ thương. Dễ thương. Để anh hai mở lên cây này bây giờ gõ anh cả. Ra đi. Gõ nó bay. Đây. Một trong những quang cảnh của đây là một những quang cảnh của mùa nước nổi. Ta xem những cái cảnh tượng như này, tôi cũng liên tưởng những cái bộ phim của miền Tây mùa lúa trướng hoặc là mùa nước nổi. Rất xa xa, tôi chẳng biết thế nào là bờ chỗ nào, nhưng mà làm thì được vụ không, có những vụ thu hoạch là lỗ, nhưng mà có những vụ thu hoạch thì cũng được, nhưng vẫn phải bám đất, tít 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 sàn kia. Rất rộng, tôi cảm thấy không biết là nếu khai thác cái nguồn đất này, nguồn tài nguyên này thì rất nhiều cái để làm, nhưng mà do yếu tố con người, nếu như con người biết khai thác thì rất nhiều điều để làm cái nguồn đất này, nhưng do các em cũng chân chất phát, hai nữa là cũng an phận với những gì mình đang có. Rất tuyệt vời. Dù rằng mình trông thì rất là đơn sơ, bách lá, cuộc sống của người ta cảm thấy rất là nghèo, nhưng rất giàu về tình cảm, rất thật, chân thật về những gì miền quê và miền Tây vừa đã thể hiện.
người rất vô tư,